Euro 2024 chứng kiến 3 kỷ lục lịch sử ra đời trong một đêm. Đêm thứ hai ở vòng chung kết Euro 2024 đã chứng kiến 3 kỷ lục lịch sử mới ra đời, đó là bàn thắng nhanh nhất, cầu thủ trẻ nhất và cầu thủ trẻ nhất kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Đêm qua và rạng sáng nay ngày 16 tháng 6, bảng B vòng chung kết Euro 2024 khởi tranh với hai cặp đấu Tây Ban Nha, Croatia và Ý, Albania. Kết quả, Tây Ban Nha thắng Croatia 3-0, còn Ý nhọc nhằn ngược dòng đánh bại Albania 2-1. Ở hai trận đấu này, ba kỷ lục mới của Euro đã ra đời. Bàn thắng nhanh nhất lịch sử Euro 2024. Nedim Bajrami ghi bàn cho Albania chỉ sau 23 giây vào lưới Ý, đây chính là bàn thắng nhanh nhất lịch sử các vòng chung kết Euro. Albania chỉ mới có lần tham dự Euro thứ hai, nhưng ngay ở giây 23, Bajrami tận dụng sai lầm từ quả ném biên lỗi của Federico Di Marco để dứt điểm tung lưới Gianluigi Donnarumma. Lợi thế của Albania chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi nhà đương kim vô địch Ý xoay chuyển cục diện trận đấu bằng hai bàn thắng liền chỉ trong 16 phút đầu trận của Alessandro Bastoni và Nicolo Barella. Trước đó, kỷ lục ghi bàn thắng nhanh nhất lịch sử Euro thuộc về Dmitry Kirichenko của Nga. Trong trận Nga thắng Hy Lạp 2-1 ở vòng bảng Euro 2004, Kirichenko sút tung lưới thủ môn Antonio Nikopilis ở giây thứ 67. Cầu thủ trẻ nhất lịch sử Euro. Lamine Yamal của Tây Ban Nha lập kỷ lục lịch sử mới là cầu thủ trẻ nhất góp mặt tại Euro sau trận ra mắt đối đầu với Croatia. Cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha Lamine Yamal đã phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất góp mặt tại vòng chung kết Euro khi chỉ mới 16 tuổi 338 ngày, vượt qua kỷ lục trước đó của Kasper Kojuliki của Ba Lan, 17 tuổi 246 ngày. Ngoài ra, Lamine Yamal còn lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất lịch sử Euro kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Ngôi sao của Barcelona này đã chuyền bóng cho Dani Carvajal ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Tây Ban Nha. Trong top 5 cầu thủ trẻ nhất lịch sử lần đầu dự Euro còn có Jude Bellingham, Anh 1-0 Croatia. Ngày 13 tháng 6 năm 2021, 17 tuổi 349 ngày, Jetro Willem, Hà Lan 0-1 Đan Mạch. Ngày 6 tháng 9 năm 2012, 18 tuổi 71 ngày, và Enzo Schifo, Bỉ 2-0-5-4, ngày 13 tháng 6 năm 1984, 18 tuổi 115 ngày. Trong khi đó, thủ môn trẻ nhất xuất hiện ở Euro là José Ángel Iribarra của Hungary, 21 tuổi 108 ngày, khi anh ra sân trong trận Tây Ban Nha thắng Hungary 2-1 vào ngày 17 tháng 6 năm 1964. 4 ngày sau, anh cũng là thủ môn trẻ nhất vô địch Euro khi Tây Ban Nha của anh đánh bại Liên Xô 2-1. Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Euro hiện tại là Johan Vollanten của Thụy Sĩ, 18 tuổi 141 ngày. Wayne Rooney trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Euro với hai bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ tại Euro 2004. Nhưng chỉ 4 ngày sau đó, Vollanten đã phá kỷ lục của tiền đạo tuyển Anh khi lập công vào lưới Pháp trong trận thua 1-3 của Thụy Sĩ vào ngày 21 tháng 6 năm 2004. Cầu thủ trẻ nhất xuất hiện ở vòng knockout Euro là Jude Bellingham của tuyển Anh, 18 tuổi 4 ngày. Rooney từng giữ kỷ lục này khi ra sân trong trận tứ kết Anh gặp Bồ Đào Nha ở Euro 2004. Kỷ lục này sau đó đổi chủ 3 lần, lần lượt thuộc về Pedri, Yamal Musiala và bây giờ là Bellingham, người ra sân trong trận Anh đánh bại Ukraine ở tứ kết Euro 2020.